Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đồ con nhật bản mình xin được giới thiệu với mọi người video số là 474 ạ. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô máy gồm có là 24 máy, có xa từ xa khoảng là 2.000 đến là 20.000, khoảng 20.000 máy size lớn ạ. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và số điện thoại liên hệ với shop em thông là cái số là 0974088309 ạ. Thì trong cái video ngày hôm nay có 24 máy, thì có 3 máy đầu tiên của em là những cái con máy nằm ở cái lô hàng tuyển của em lên hôm trước của video 471 ạ. Thì hôm trước em có dự định để lại khoảng vài chục máy để mà lên một cái video tiếp nữa. Nhưng mà có khách họ mua số lượng lớn các máy nên những con máy size từ size 8.000 trở lên thì em bán hết rồi. Giờ em còn lại được 3 con. Một con thì size tầm khoảng 5.000 đến 5.500. Còn hai con còn lại thì hôm trước nó bị rơi mất cái tem. Mà em tìm được cái tem của một máy rồi. Bây giờ thì còn một máy nó bị rơi mất cái tem thôi. Bây giờ còn là 3 con ở trong cái lô hôm trước ạ. Có cái đợt hàng về cũng hôm trước ba con này thì hôm trước em chưa lên video. Thì cái con máy số 1 em có đây là một con máy của Olympic 1.500. Thì cái con này nó giống như cái con số 2, số 3 ở video 471 của em. Nhưng mà con này cái tên nó là 1.500 mà con 2, số 2, số 3 là 1.800. Số 2, số 3 thì nó lớn hơn xa hơn một tí. Đây, con này thì tình trạng thì cũng là còn khá là mới nhá. Rất là mới. Hầu như nó có sờn xước nhỏ nhỏ do cái quá trình vận chuyển rồi lấy ra lấy vào những con máy này thôi. Tại vì con này em về nó không có còn cái hộp. Đây nó cũng có cần nhìn vậy do va chạm đây. Đấy. Nói chung là khá là mới. Toàn thân bằng kim loại, mô bên sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Con này nặng là 395g, có reo tô là 3.82. Ở đây và có cái thông số cước là cước số 5 vào được 175m. Cước số 6 vào được 150m. Con này xa tầm khoảng 5.500 nha mọi người. Khoen đâu dây. Con lăn rất là ok nha. Nói chung là máy, tình trạng máy này giống như hàng trưng bày. Rất là mới đẹp nha mọi người. Ba con. Em còn ba con ở trong cái lô hàng hôm trước ha. Đổi được tay quay trái phải bình thường nha. Hoạt động của máy đó. Quay khá là nhẹ. Chốt chặn đây. Hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Máy quay nhẹ mượt và êm ạ. Có reo tô là 3.82 ạ. Đây, và máy số 1 này là máy của Nhật. Máy số 1 có giá là 600.000. Máy nặng là 397g. Cân nặng em đo thực tế luôn ạ. Tiếp đó là máy số 2. Máy số 2 ở đây em có là một con máy của Olympic VG200 nha. Con này thì nó hơi bám bận nhỏ nhỏ này. Tay bẩn cầm vào nó hơi đám bằng cối thì cũng rất là mới sáng, khá là ok. Có trời nhỏ nhỏ do va chạm thế này thôi. Máy khá là mới sáng. Có reo tô là 3.82 luôn ạ. Cứ số 5 vào được 230m. Con này thì size của nó là size tầm khoảng là 6.500 nha mọi người. Size 6.500. Con này thì hôm trước em về nó không rơi mất cái tem, nhưng em tìm lại được ở trong cái đống vỏ hộp nên nó còn. Em lại gia cố nó lại. Vẫn còn khá là mới đẹp nha. Size của nó là size 6.500, đổ được tay quay trái phải bình thường. Nói chung là máy này ngoại hình khá là ok. Trời sức nhỏ xíu xíu do va chạm thế này thôi. Và hoạt động của máy khá nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 2 này là máy của Nhật luôn. Máy số 2 có giá là 700.000, máy này nặng là 457g. Size của nó tầm 6.500. Tiếp đó là máy số 3. Máy số 3 ở đây em có là một con Olympic. Con này thì nó giống như con số máy số 8, số 9 ở trong video 471 ạ. Khách nào đã từng coi video đó thì bị nhận ra con này. Con này thì em về nó rơi mất cái tem cho vị trí này. Nó là dòng Olympic Hedicon Gear 250 ạ. Giống như con 89 đó. Đây, con này thì nó rơi mất cái tem ở chỗ này nha mọi người. Nhưng cái tem là họ thiết kế thì có một cái lỗ tròn ở trong này. Nhưng mà em sợ mọi người bảo là có cái lỗ này thì nó hay vào nước, nó sợ mọi người sợ vào nước. Nên em dùng keo em bịt kín cái lỗ này lại rồi. Mọi người có thể nghi ngờ hoặc là sợ gì đó, em gia cố gì đó thì mọi người về tháo cái này ra không được. Nó khỏi vào lỡ vô tình rớt cái nước, nước nó khỏi vào trong máy thôi. Đây, máy này con này thì có rơi cái tem với nó hơi có cần nhẹ nhẹ cái cối này. Cái này không biết cái do cầm rớt hay thế này như thế nào, nó sờn ở chỗ này một xíu đó. Đấy.
Còn mọi thứ khá là ok, giống y hệt máy số 89 ở trong video 471 à. Bobin 6 lưỡi gà máy vẫn còn. Con này thì cước số 8 vào được 150m, cước số 6 vào được 210m. Size của nó tầm khoảng 7.000. Đó là mới sáng đẹp nha. Dòng này thì rất là mực máy. Cái này nè, không biết thế nào. Tháo ra nó khỏi kêu. Quay êm nhẹ mượt. Ok. Chốt chặn hoạt động tốt. Đây, con này hôm trước thì em bán giá 800, bây giờ nó rơi mất cái tem này, em bán giảm giá nha. Và máy số 3 này có giá là 720.000, máy đa nặng là 467g. Có nó con này nó có cờ một xíu này, sờn xước xíu cho này. Giờ nó rơi rớt cái gì đó. Nó ra chạm vậy đó. Đó là ba con ở cái lô hàng tuyển nha. Và những cái con máy còn lại là máy hàng bãi và cũng có một vài con thì em sẽ bán giá xả. Tiếp đến là máy số 4 á. Máy số 4 ở đây em có là một con máy Shimano Aionos 2500. Con này thì dòng mà carbon đời cao rồi. Có sờn ở phần đuôi này. Cối bằng kim loại, mô viên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Size của máy là 2500 nha, gạt cước hoạt động tốt, khoen đây, con lăn của máy. Đổi được tay quay trái phải. Máy thì ngoại hình cái cối có sơn nhẹ nhẹ lắp tem thôi, còn mọi thứ khá là ok. Con này dòng là dòng cối nông nha mọi người. Đây, những khách nhà ta câu lua rê thì chọn con này, có trời nhẹ phần đuôi thôi này. Đổi được tay quay trái phải, mô viên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Và máy này thì có cái chặn bằng ABS nhé. Bật chốt chặn hay không bật chốt chặn đều không có tiếng kêu gì cả. Dòng size của nó là 2.500. Và máy số 4 này là máy của Malaysia xuất nhập. Máy số 4 có giá là 650.000, máy nặng là 276g. Tiếp đến là máy số 5. Máy số 5 ở đây em có là một con máy Ruby, dòng Ruby Sinus SS100ZM. Con này có Rio Tô là 5.2 nha. Những khách nào nó cao lua rê thì chọn con này. Máy này thì cứ số 3 vào được 100m, size 2.000, con lăn của máy đây. Gạt cước đi. Cái cối, trên cối này, nó có lớp tem nó hơi bị bong bo cái mực in thôi. Còn lên thân máy thì cũng sờn nhẹ, sờn như thế này. Cũng không phải là tệ xấu lắm đâu. Tay quay của máy có sờn nhỏ. Đổ được tay quay trái phải. Khá là ok. Chốt chặn của máy, size của máy là 2.000. Và máy Ruby Sinus, máy là máy của Nhật nha. Máy số 5 này là máy của Nhật. Máy số 5 có giá là 270.000. Máy là nặng là 244g. Tiếp đến là máy số 6. Máy số 6 đây em có là một con máy của Ruby. Con này Ruby Carbowin 2000. Tên của nó là 2000 nha. Còn con này size thật của nó, size thật là cước số 3 vào được 170m. Con này size là 3.500. Có Rio là 5.1. Cối thân là bằng carbon. Tay quay nhôm thế này nha. Con này cái tay quay thì hơi, cái lớp sơn nó hơi bị nó sần sùi nhỏ, lớp sơn màu đen bên ngoài như thế này. Mô viên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, con lăn của máy đây, con lăn bằng đá sứ, gạt cước này hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy thì ngoại hình cũng khá là ok, có trầy sần nhỏ nhỏ, cái lớp này nó bị đóng muối này, con xóa nhỏ nhỏ, đóng muối đóng bọng thôi. Size của nó là 3.500, đổ được tay quay trái phải. Còn hoạt động của máy này, máy này có Rio là 5.1 nên là khách chúng ta có thể câu lua rê rất là ok. Quay khá nhẹ nha. Một con này thì có vẻ hơi bị xà bạc đạn nhẹ thôi, tiếng xà cũng không có nhiều lắm. Để có thể vẫn được sử dụng câu bình thường. Một thời gian nó xà nhiều quá thì khách có thể thay bạc đạn hoặc là đấy vậy thôi câu. Không ảnh hưởng gì cả. Máy quay rất là mượt, chốt chặn hoạt động tốt nha. Chúng ta đủ được tay quay trái phải bình thường. Và máy này là máy của Nhật, máy số 6 có giá là 220.000, máy đa nặng là 246g. Tiếp đó là máy số 7. Máy số 7 ở đây em có con Daiwa Sprinter ST1000DX như thế này. Con này thì toàn thân bằng kim loại nha mọi người. Cối con này thì nó hơi bị xấu, cái cối này không được đẹp. Nó bị bong cái lớp xi trắng bên ngoài rồi nha. Mô viên sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Đây, nó sờn. Nó so với cái lớp tem nó không được đẹp, lớp tem này. Lớp tem nó xấu nè. File cái mực in mất rồi. Cứ số 5 vào được 180m. Con này xa tầm khoảng là 5.500 nha, con này size 5.500, khoen đeo dây của máy đây. Con này con lăn thì rất là sáng nhưng ở điểm này thì nó hơi bị gọi là gì ta, nó xét, nó bị xét cái phần xi, lớp xi bên ngoài thôi. Nhưng mà con lăn vào cước rất ok, gạt cước này hoạt động tốt. Tay quay của máy này, con này thì cối nó nhìn là không được đẹp, cái cối hoạt động của máy quay khá là nhẹ nha, chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Size của nó là 5.500, toàn thân bằng kim loại ạ.
Và máy số 7 này là máy của Nhật. Máy số 7 có giá là 240.000, máy là nặng là 426 gram. Tiếp đó là máy số 8. Máy số 8 ở đây em có con Shimano Emery Z600. Máy này thì cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Con này ngoại hình nước sơn của máy vẫn còn rất ok, khá là mới chắc quá. Tay quay của máy cũng khá là đẹp, đổi được tay quay trái phải nha. Con lăn cũng vậy, thì nó bám bẩn nha, bám bẩn lâu nó ra nhẹ ra đi. Gạt cước hoạt động tốt. Con này nó bị rơi mất cái tem dán xung quanh cối này rồi nha mọi người. Con này thì cái độ lớn của nó cũng gần bằng cái con máy số 5 lúc số 7 lúc nãy. Con này xa tầm khoảng là 4.500 đến 5.000. Máy này nó bị tuột lưỡi ga rồi nha mọi người. Chúng ta khi mà cá nó cắn câu, nó kéo cối thì nó không có kêu tiếng răng răng. Nó không có kêu tiếng gì hết, nhưng mà nó vẫn là mô bin sống nha mọi người. Vẫn xả được lô này, vẫn dòng được cá. Chứ không phải là không có tiếng kêu, gọi là xoay nó không kêu gì hết, rồi bảo là có chết thì không được. Là không phải nha mọi người. Con này thì ngoại hình cũng khá là mới đẹp, chỉ có lắp tem nó thôi, thì có một thôi. Hoạt động của máy. Và nó bị tuột lưỡi ga nha. Cái lưỡi ga này thì khách nào có thể về người ta độ chớ, nếu chịu khó người ta có thời gian độ chớ thì được. Chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 8 này là máy của Nhật. Máy số 8 có giá là 250.000, máy là nặng là 399 gram. Tiếp đó là máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con Rivi RX1B như thế này. Con này cối bằng carbon, có rear tô là 3.8, cối carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Tay quay của máy thế này. Con này nước sơn nó cũng có một vài điểm nó không được đẹp nha, nó hơi sờn sờn. Khoen đầu dây của máy là con lăng này. Gạt cước này, hoạt động tốt. Size của máy con này size tầm khoảng 4.000, mô bin sống, lưỡi ga của máy vẫn còn. Đổ được tay quay trái phải bình thường nha mọi người. Size của nó là 4.000. Hoạt động thì ok, quay nhẹ mượt em. Chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 9 này là máy hàng nội địa Nhật. Máy số 9 có giá là 220.000, máy nặng là 350 gram. Tiếp đó là máy số 10 nha. Máy số 10 ở đây em có là một con máy của Shimano, dòng Holiday Spin 6.000. Con này size thật của nó cũng là 6.000, tên của nó 6.000, size thật của 6.000 nha. Con này thì cối thân bằng carbon, tay quay kim loại thế này. Con này cái tay quay này tay quay line nha mọi người, nó line tay quay khác nhưng mà nó rất ok. Đổi được tay quay trái phải bình thường, gặp tay quay bình thường. Góc cạnh tay quay này nó bị oxy hóa, glassy bên ngoài một tí thế này. Con này ngoại hình có trai xước. Ngoại hình của máy nó có trai xước, size của nó là 6.000. Máy size lớn của con này người ta khách đánh lục câu tra rồi, rất ok luôn. Con lăn của máy đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Mô bin sống, lưỡi gà của máy vẫn còn. Chúng là con này ngoại hình là cũng có trai xước nhỏ. Size của nó là 6.000, lưỡi gà của máy vẫn còn. Hoạt động đây, rất là nhẹ mượt nha. Hoạt động nó khá là ok. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy này thì bật chốt chặn hay là không bật chốt chặn cũng đều không có tiếng kêu gì cả nha mọi người. Và máy số 10 này là máy của Shimano, được sản xuất ở Malaysia, xuất Nhật. Máy số 10 có giá là 450.000, máy là nặng là 501 gram. Tiếp đó là máy số 11. Máy 11 ở đây em có một con máy của Olympic. Đây, con máy kiểu máy dòng cổ thế này nha. Máy này thì cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Con này ngoại hình nó cũng có trầy, trầy xước thế này. Cối này các điểm này nó cờ một đường dài thế này nha, một điểm. Nhưng là có một cái chỗ cối nó không được đẹp, nó cờ nó xước thế này nè. Cái này là bị đóng muối nha. Cái này tí này vệ sinh lại tí nó sạch. Gạt cước, hoạt động tốt. Size của máy này, máy này tầm size khoảng là 5.500. Mô bin sống, lưỡi gà của máy vẫn còn. Cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Hoạt động của máy đây. Máy thì quay rất là nhẹ. Máy quay nhẹ một. Con này thì chỉ có ngoại hình nó hơi trầy, xước nó không được đẹp thôi. Chốt chặn ra, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường nha mọi người. Size của nó tầm 5.500 đến 6.000, tầm 5.500 đây. Và máy này là máy của Nhật, máy số 11 có giá là 240.000, máy này nặng là 500 gram ạ. Tiếp theo máy số 12. Máy 12 ở đây cũng có là một con máy của Olympic luôn. Máy này thì cối là bằng kim loại, con này toàn thân bằng kim loại. Đổi được tay quay trái phải, tay quay của máy thế này, đây là bám bẩn nha. Con này ngoại hình nó cũng có trai xước thế này. Size của máy này size tầm khoảng 4.000 đến 4.500. Con lăn của máy đây. Những con này nó không có thông số cước, em chỉ dựa vào độ lớn của cối nha mọi người. Độ lớn của cối so với những con máy mà có thông số cước nó báo xa thì con này xa tầm khoảng 4.000.
còn đậm khá là ok, chỉ có ngoại hình nó không được đẹp, con này ngoại hình không được đẹp nhé, ngoài rất là nhẹ, chốt chặn hoạt động tốt. Và máy số 12 là máy của Nhật, máy 12 có giá là 260.000, máy Đà Nẵng là 415g. Con này là toàn thân bằng kim loại nhé, con máy toàn thân bằng kim loại, nó cạo kỹ hơn ạ. Tiếp đến là máy số 13. Máy 13 đem có làm con máy của Shimano luôn ạ, dòng Emery Z800. Con này thì cũng toàn thân bằng kim loại, lắp tem thì nó cũng phai màu mất rồi. Size của nó cũng tầm khoảng là 4.500 đến 5.000. Đây, Shimano cước số 5 vào được 170m, size của nó 5.000. Mô bên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, cố thì cũng có hơi cũng có xước như này nhé mọi người. Xước sờ. Tay quay của nó này, đổi được tay quay trái phải bình thường. Size của nó là 5.000. Hoạt động đây, rất ok. Chốt chặn hoạt động tốt. Quay khá nhẹ nha. Gà cước hoạt động tốt, con lăn của máy. Và máy số 13 là máy của Nhật, máy 13 này có giá là 270.000, máy Đà Nẵng là 454g. Tiếp đó là máy số 14. Máy 14 của em có con Olympic CX3000. Con này thì cũng toàn thân bằng kim loại ạ. Máy thì cối, con này cối cái lớp tem nó không được đẹp, nó bị nó phai cái mực in rồi, nhìn nó không được sáng mấy lắm. Cối thì cũng có hơi cơ sờ cờn nhỏ nhỏ một tí thôi. Nhìn vào thì lớp tem nó hơi bị sần sùi, nó phai màu. Và size của máy, máy này thì nó thông số cước nó bị phai màu cũng tương đối rồi. Cước số 5 vào được 285m, con này size 7.000 luôn ạ. Con này size 7.000 nha. 285m. 6.000 rồi đến 7.000. Con này thì nó, em nghĩ bên trong nó chắc nó vẫn còn muối nó đóng bên trong cước nha mọi người. Con này cước nó còn đầy nên em không có xả ra. Một số vài điểm nó bị ôi xóa nhỏ nhỏ lớp mặt này. Thì cái con, những cái con này thì có thể là bên trong nó còn muối nó đóng một tí thôi. Mọi người về có thể xả cước và vệ sinh lại giùm em một tí thôi. Chốt chặn hoạt động tốt. Con này thì ngoại hình có vẻ không được sáng đẹp mà vì do cái cối nên, nhưng mà hoạt động của nó rất ok luôn ạ. Quay rất là nhẹ nha. Và máy số 14 là máy của Nhật, máy 14 có giá là 350.000, máy Đà Nẵng là 529g. Tiếp đến là máy số 15. Máy 15 ở đây có con Olympic New Spark 200. Con này cũng toàn thân bằng kim loại nha. Con này thì ngoại hình đó, cái cối cũng vậy, nó cũng bằng nước sơn. Thân thì nó cũng có trời xước nè. Tay quay của máy này, size của nó cũng tầm khoảng 6.000. Đổi được tay quay trái phải bình thường nha. Con này ngoại hình nó cũng có bong tróc nè. Hoạt động thì ok cả. Máy nào cũng hoạt động rất không. Quay rất nhẹ mượt. Con này ngoại hình là cái cố nó không được đẹp. Và máy số 15 này cũng là máy của Nhật. Máy 15 có giá là 320.000. Máy Đà Nẵng là 487g. Tiếp đó là máy số 16. Máy 16 ở đây em có con Daiwa Silverline 2000. Con này thì cối khá sáng nha. Còn thân máy thì nó sơn một vài điểm, nó có sần sùi. Sần sùi cối con này khá là ok. Cứ số 7 vào được 190m, con này size 7000 nha mọi người. Mô bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Cái dòng Silverline này xài cũng rất ok luôn, khá là bền máy. Mô bên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn, gặp cước và hoạt động tốt. Con này nó sơn nó không được đẹp, nó có sần sùi như vậy. Tay quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 11 này là máy của, máy số 16 này là máy của Nhật. Máy 16 có giá là 380.000, máy Đà Nẵng là 505g. Tiếp đó là máy số 17. Máy 17 ở đây có con Dynacutter dòng của Ryobi 3800, có Ryoto là 3.9 nha. Con này thì toàn thân bằng carbon, đổi được tay quay trái phải. Con này trên cối nó có một cái lớp, những lớp tem nó có cái một vài điểm rách như này nhá, rách lớp tem thôi. Cứ số 4 vào được 150m. Con này là dòng máy máy cối là cối nong. Mô bin chết, mô bin tĩnh nha mọi người, không có xả được ben, không dòng được cá. Con lăn của máy đây. Gạt cứ. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Size của nó 4.000. Có Ryoto là 3.9. Máy này dành cho khách ta câu gờn, câu rạn hoặc là người ta câu sông suối thôi, kéo cá trực tiếp. Trên vành dưới của cái cối này có một điểm cối nó bị vỡ một điểm nhỏ thế này nha. Cái này thì nó ảnh hưởng thẩm mỹ thôi chứ không có ảnh hưởng gì đến cái cối hay là chức năng của nó gì cả nha mọi người. Đổ được tay quay trái phải. Hoạt động của máy này, quay khá là nhẹ nha.
chúng ta đổ được tay quay trái phải, hoạt động của máy khá là ok luôn ạ. Và máy số 17 này là máy của Nhật, máy 17 có giá là 220.000, máy đa nặng là 370g. Tiếp đó là máy số 18. Máy 18 ở đây em có là một con máy của Shimano, dòng FB2 thế này. Con này thì cối toàn thân bằng kim loại. Cối ở đây dùng có thiết chống rỉ nha. Con này nước sơn nó không được đẹp, nước sơn này không phải nước sơn rin nha mọi người. Nó có sần sùi, nó không phải. Một viên sóng lưỡi gào của máy vẫn còn, có rêu tôi là 3.8 ạ. Cước số 6 vào được 160m, cước số 5 vào được 210m. Thì theo thông số cước là con này size nó 6.000 nha. Nhưng mà máy nó hơi nhỏ, máy đem báo con này size 5.000 thôi. Đấy, con lăn ở giữa đây. Cả cước này, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, toàn thân bằng kim loại. Hoạt động của máy quay khá là nhẹ nha. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Size của nó là 5.000. Và máy này là máy của Nhật, máy số 18 có giá là 280.000, máy đa nặng là 420g. Tiếp theo máy số 19 ạ. Máy 19 ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprinter ST1500. Con này cứ số 6 vào được 170m, con này size 6.000. Cối là bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Con này nước sơn cũng không phải là sơn rin nhé mọi người. Đây, nó có trà sức, chung là nó cũng có bong tróc rồi. Nó xấu. Một viên sóng lưỡi gào của máy vẫn còn. Size 6.000, cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại, con lăn của máy đây. Gà cước này, hoạt động tốt. Size của nó là 6.000. Tay quay của nó này, đổi được tay quay trái phải. Còn hoạt động thì cả ok cả. Thì cái ngoại hình thôi. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Và máy số 19 này cũng là máy của Nhật. Máy 19 có giá là 280.000, máy này nặng là 450g. Tiếp đó là máy số 20. Máy 20 ở đây em có con Olympic Let Go 400, chạy bằng 2 bạc đạn. Con này cố dùng có thể chống rỉ nha. Cái viền này nó còn bị bong tróc cái nước sơn rồi. Ở bên trong này chắc em vào người vẫn còn nó bị muối đóng trong bên trong cước nhé. Cái này thì người ta tháo xả cước ra là ta lau chùi nó cũng sạch thôi. Tại vì số lượng máy của nhà cũng khá là nhiều, những con những máy mà cái cước nó không có vấn đề gì thì em không có xả ra làm gì. Con này thì ngoại hình rất là ok, nước sơn của máy vẫn còn khá là chắc đẹp. Đây này, phần con này thì em về cái nấm tay quay nó bị vỡ mất một nửa cái phần nấm ở đây nhé mọi người. Đấy, nó còn được bao nhiêu đây thôi, nó vỡ cái nhiều rồi. Để nhiều máy nó trồng lên nó tức nó vỡ. Con lên ok. Size của máy này tầm size của 6.000, độ lớn cối này size 6.000 nha. Chạy bằng 2 bạc đạn. Đổi được tay quay trái phải, máy này thì nước sơn của máy vẫn còn rất là đẹp. Chắc có sờn nhỏ thôi, sờn rất nhỏ. Và hoạt động. Con này thì bị lỗi xà bạc đạn nữa nha. Khách chúng ta về người ta thay bạc đạn. Nó có 6 cái chỗ cái nấm tay quay này thôi. Đấy. Còn quay rất là mượt máy. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Và máy số 20 là máy của Nhật, máy 20 có giá là 250.000, máy đa nặng là 557g. Tiếp đó là máy số 21. Máy 21 ở đây em có một con máy của Daiwa Silverline 3000. Con này rơi hai cái tem nhỏ hai bên. Và con này thì cũng không phải nước sơn rin nhé mọi người. Nó cũng sần sùi, có một vài điểm nó còn sần sùi nha. Ta sử dụng một thời gian, ta sơn sửa lại thì nó cũng đẹp thôi. Một viên sóng lưỡi gào của máy vẫn còn, con này được cái cối khá là ok luôn nè. Cối thì có sần sờn thôi nhưng mà cũng khá là sáng cối. Cước số 5 vào được, ở đây chế độ vào cước tiết kiệm, đây chế độ vào cước mát đây này. Cước số 10 vào được 170m, 175m, cước số 12 vào được 150m, con này size 10.000 nha. Dòng Silverline, con này dòng nó giống như cái con máy số 16 á. Dòng này thì xài rất ok luôn. Cảo khỏe và bền máy. Size của nó là 10.000. Quay nhẹ mượt nha. Máy này em báo máy là nước sơn của nó không phải nước sơn rin nha. Và máy số 21 là máy của Nhật, máy 21 có giá là 480.000, máy nó nặng là 678g. Con này thì hoạt động rất ok. Chốt chặn hoạt động tốt. Tiếp đó là máy số 22. Máy 22 ở đây có là một con máy Olympic Let Go thế này. Con này nó rơi mất cái tem nhỏ phía này, nó vẫn còn dính cái keo rồi nó dán nhá. Cái này thì kiện nó ra sạch thôi. Lắp tem bên này nó cũng bị sờn, nó bị bong cái mực in này. Chạy bằng 2 bạc đạn, toàn thân bằng kim loại. Nó cối là cũng hơi sần sùi. Một viên sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Có rêu tô là 4.4, cước số 8 vào được 120m, cước số 6 vào được 220m. Con này size 7.000 nha mọi người. Đây, khuyên đôi dây của máy này. Gạt cước, hoạt động tốt. Có trầy xước, con này thì có trầy xước.
Ngoại hình thì em báo con này ngoại hình là hơi xấu một tí thôi, nhưng mà con này ngoại hình là cũng xấu xấu, nhưng mà hoạt động rất là ok luôn ạ. Quay thì khá là nhẹ mượt, quay rất là nhẹ, chốt chặn này, họ làm tốt, con này xài rất là sướng. Và máy số 22 là máy của Nhật, máy 22 cái giá là 370.000, nó nặng là 511 gram, size của nó là 7.000. Tiếp đó là máy số 23. Máy 23 ở đây em có con máy Shimano MIRI 3 như thế này. Cối ở đây là cối dòng cối thép chống rỉ nha mọi người, con lanh của máy. Size của nó cũng tầm khoảng là 7.000, gạt cước này, hoạt động tốt. Có rêu tô là 4.8, đổi được tay quay trái phải, mô viên sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Tem nó bị bong, tem mất rồi. Size của nó tầm 7.000, dòng thép cối thép chống rỉ. Quay rất là nhẹ luôn ạ. Đổi được tay quay trái phải bình thường, chốt chặn hoạt động tốt. Và máy số 23 là máy của Nhật, máy 23 có giá là 350.000, máy nó nặng là 549 gram. Tiếp đến là máy số 24, máy cuối cùng. Máy 24 ở đây em có một con máy size lớn, size khủng thế này nha. Thì những cái con này hôm trước em có bán máy là một lần rồi, khách người ta chốt rồi, nhưng mà tại đang ở vùng dịch em không giao được nên hồng về thế này nha, chứ không phải là máy thế nào. Tại vì nếu những khách mà có đang ở trong vùng cách ly thì vui lòng không đặt hàng giúp em được nha. Tại vì đặt rồi shipper giao hàng cũng không được. Thì hiện tại là con này có cốt trợ lực nha. Hiện tại các đơn như là ở Đồng Nai, Bình Dương hoặc là Hồ Chí Minh, nhất là Đồng Nai và Bình Dương em sẽ tuyệt đối không nhận hàng được. Còn Hồ Chí Minh thì chắc có thể một vài khu vực nhỏ nhỏ, bên viền ngồi thì có thể nhận hàng được. Còn trong thành phố chắc có thể không nhận hàng được, không nhận đơn được nha mọi người. Những khu vực đó em không có nhận đơn được. Còn những khách nào đang ở cách ly thì hoặc là ở khu vực cách ly thì không có đặt hàng giùm em. Đây là mấy con là đi rồi về, trong khi những con máy có khách cần mua thì không có. Đây con này thì size của nó size lớn dành khách ta câu biển nha. Cứ số 20 vào được 180m, size của nó là 20.000. Có rêu tô là 3.2, nặng là 1020 gram, tầm là 1 kg nhé. Chạy bằng 3 bạc đàn, chung là cũng ngoại hình cũng có trời xước nhỏ. Đổi được tay quay trái phải, có cốt trợ lực, size của nó là 20.000. Ca câu cá lớn, ca câu biển, chốt chặn đây, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Hôm trước em có hai con đều bán hết rồi, nhưng mà cuối cùng vùng dịch, khách đặt hàng đang ở vùng dịch em không giao được. Và hôm nay thì và máy này là máy hàng nội địa nha mọi người. Máy số 24 nó có giá là 1.400.000, máy này nặng là 1 kg. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 24 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974 088 309. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.